Chiều ngày 6 tháng 10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tiệm làm tóc trên đường Trần Nhân Tông, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, làm nhiều nhân viên phải một phen hoảng loạn tháo chạy. Ngọn lửa và khói bốc lên ngùn ngụt tại tầng trệt và nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Lửa cũng lan rộng ra, đe dọa nhiều hàng quán bên cạnh và bà con đã phải nhanh chóng sơ tán tài sản quý. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận 1 đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau 30 phút. Nhiều vật dụng của tiệm tóc này đã bị thiêu rụi và làm cúp điện nhiều khu vực.